Chào cô chú anh chị các bạn nha. Bây giờ khoảng 8 giờ nên cô chú anh chị bạn bây giờ rất đông như thế này. Cô chú anh chị và các bạn đã tới thắp hương cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh rất là đông luôn nha cô chú anh chị. Sao vậy con? Đông lắm luôn á. Ngay trong cái ngôi mộ nó đã kín người luôn cả nhà. Xếp hàng thắp nhang luôn nha. Cũng xếp hàng thắp nhang nha, cũng lịch sự chứ không có ấy nha cô chú anh chị bạn. Đông lắm luôn cô chú anh chị bạn. À, còn ở ngoài cũng đang đi vào luôn nha cô chú anh chị bạn. Xếp hàng lần lượt thắp nhang, mua bánh đồ cho luôn thôi chứ một bạn. Nay cuối tuần nên cũng rất là đông luôn nha cả nhà. Có nhiều người tới xin lộc của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đi kiếm người bạn. Xin lộc bình an nha cả nhà. Rất là đông luôn nha cô chú anh chị bạn. Nay cuối tuần nên là bà con tới rất là đông. Có ai hát không nghe không? Có ai hát đâu thì cái gì hát không nghe không? Có thằng ở dưới vật liêu á. Hồi nãy nó đứng đi chụp hình. Thì có hôm nay chú tới hát tặng chú luôn. Con đẻ bàn trong thân nhiệt chân. Quay đi lớp buồn của lỡ bình. Hoa kể kèm chung tình. Vỗ tay. Vỗ tay bà con ơi. Đứng tay cái tay rồi xem mình vỗ. Trời ơi, bài sắc tư giờ kia tròn hoa tiên. Nên gió đâu sợ đành chia tay. Hay quá anh ơi. Bao tình ơi đừng hoài công mòn. Bà Trang ơi. Bây giờ đi kiếm bà đứng nha bà Trang. Hãy gọi ta nâng trong những chiều sương lạnh. Cánh nhà mái vàng quen yếu trời xa. Hai những lúc đánh quyết đâu luôn ấm hình trong tàn. Hàng hai nhớ đến tháng năm này. Có một người yêu đã rồi hay giữa dần ca chân. Hay quá anh ơi. Tiếp tiếp anh, tiếp tiếp. Còn nữa hả? Còn à. Đi đi, tiếp đi. Dường như ta nghe gì đó một chân trời đảo lộn nữa anh. Anh nội dữ luôn á. Đi đâu đây mai Vũ Linh ủng hộ anh Linh.